Alo, hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh Kèo Bóng Hạ Minh ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ nhận định cho anh em một trận đấu muộn của La Liga giữa Vallecano sẽ tiếp đón câu lạc bộ Real Madrid ở vòng 13 của La Liga. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 3 giờ rạng sáng ngày mai, 8 tháng 11. Thì trước tiên thì mình cũng nói qua kết quả các trận đấu diễn ra vào tối ngày hôm qua cũng như rạng sáng ngày hôm nay. Thì tối ngày hôm qua có hai trận đấu tâm điểm của bóng đá châu Âu cũng như là ngoại hạng Anh. Đó là trận đấu giữa Arsenal và Chelsea, đấu Tottenham với là Liverpool. Thì kết quả trận đấu này thì phần thắng đều nghiêng về các đội khách thôi. Arsenal giành chiến thắng 1-0. Trong đó thì Liverpool cũng giành chiến thắng trước Tottenham Hotspur 2-1. Ngày hôm qua mình cũng có lên cho anh em cái video trận đấu của Arsenal. Mình có nhận định cho anh em là có thể tin tưởng ở mã kèo Arsenal chấp đồng banh cũng như là cái mã kèo xỉu trận đấu. Và anh em nào mà có theo dõi thì theo hai mã kèo này thì anh em. Chúc mừng anh em. Còn hiện tại thì mùa World Cup cũng sắp tới rồi. Anh em nào mà chưa có trang chơi uy tín an toàn, em có thể liên hệ mình. Còn anh em mà chơi ngoài cò hay là đang chơi trang đằng sau thì anh em cũng nên chú ý và cũng cẩn thận. Hiện tại thì có cái vụ là triệt phá đường dây cá độ liên tỉnh tới 6.000 tỷ vừa rồi, công an Hà Tĩnh vừa mới triệt phá đấy. Cho nên là anh em cũng chú ý. Nên là tốt nhất là anh em nên có cho mình một cái trang trả trước, chơi an toàn. Còn là chơi trận sau với là ngoài cò thì rất là nguy hiểm. Gần World Cup rồi thì chắc chắn là màn này sẽ còn quét rất là nhiều. Và anh em muốn tham gia nhóm bóng của Hiệp hội Bóng đá Trần Hải Minh bọn mình thì anh em có thể liên hệ mình qua hai địa chỉ Zalo cũng là Telegram, thì mình để ở phần giới thiệu kênh bóng như là phần mô tả và bình luận ở mỗi video. Em kết bạn sớm với mình để tư vấn và hướng dẫn cho anh em vào nhóm. Còn video thì mỗi ngày mình cũng chỉ cho anh em tối đa là 3 đến 4 video thôi. Nên là một ngày rất nhiều trận bóng. Anh em muốn tham khảo thêm những cái trận đấu khác mà mình không lên được video thì anh em có thể ghé qua website vềbờ24giờ.com để xem thêm những bài báo nhận định các trận đấu mà mình không lên được video cho anh em. Website là vềbờ24giờ.com. Anh em vào đây có thể ấn đăng ký vào phần đăng ký để xem thêm. Và đến với những nhận định chính của video này thì là trận đấu giữa Real Madrid và Vallecano. Xem qua kèo luôn thì hiện tại là Real đang được đánh giá cao hơn và đó cũng là điều chắc chắn rồi. Đang chấp là 3/4. Kèo bàn thắng là 2.5. Hiệp 1 thì Real cũng chấp 1/4. Kèo bàn thắng là 1 quả. Và xem cái dự đoán tỷ số thì hiện tại 1-0, 2-0. Với tỷ số 2-1 cho Real Madrid đang ăn cũng khá là thấp. Trong khi đó thì tỷ số hòa 1 đều lại ăn thấp hơn. Đấy. Thì điều này đánh giá là khả năng đây là một trận đấu nghĩ là khó thể nổ tài. Khó thể nổ tài được. Nên là anh em nên chú ý. Thì ngoài ở kèo kèo bàn thắng là kèo chấp thì trận đấu này thì mình có một kèo mà anh em có thể tưởng được. Kèo đặc biệt này. Đấy. Đặc biệt có nghĩa là kèo hai đội cùng ghi bàn. Đây là kèo đội giao bóng, kèo hai đội cùng ghi bàn. Em có thể tin tưởng ở kèo hai đội cùng ghi bàn. Đấy. Bởi vì là hiện tại Vallecano cũng là một đội bóng đang có phong độ tốt, phải là đến nỗi tệ. Mùa giải này thì sau 12 vòng đấu thì Vallecano cũng đang đứng được 9. Trong 12 trận thì họ cũng đã có 5 trận thắng, 3 hòa, thua, đang có 18 điểm. Trong đó thì Real Madrid họ cần chiến thắng, cần 3 điểm để lấy lại ngôi đầu bảng của Barcelona. Khi mà Barcelona đã thi đấu vào hôm rạng sáng ngày Chủ nhật, giành chiến thắng 2-0. Nên là nếu như mà Real Madrid không giành chiến thắng ở trận đấu này thì sẽ bị Barca bỏ xa khoảng cách là 2 điểm. Nên là mình nghĩ là trận đấu này Barca, Real Madrid cũng quyết tâm lấy lại ngôi đầu bảng của Barcelona thôi. Bởi vì La Liga cũng diễn ra 1 đến 2 vòng đấu nữa thì sẽ nghỉ và nhường chỗ cho World Cup. Nên thì các câu lạc bộ lớn muốn dành những thời gian này tận dụng được điểm số với chỗ đứng an toàn nhất. Thì, sau World Cup thì cũng chưa biết là các cầu thủ có lành lặn về chấn thương hay không. Ảnh hưởng rất nhiều về thể lực trước khi nghỉ ngơi cho World Cup thì
các ông lớn cũng tận dụng những điểm số tối đa nhất. Và La Liga mùa này thì nhà Vallecano cũng khá là tốt. Là trong 4 trận gần đây thì họ có tới 3 chiến thắng và để hòa một trận, bất bại trong 4 trận gần đây. Trong đó thì Real Madrid trận này họ thi đấu trên khá là tốt, đấu trường La Liga. Đấu gần đây nhất họ đều có 2 chiến thắng. Đó thì đấu đường châu Âu thì họ lại có tích là thua trận đầu vừa rồi với Leipzig và thì Shakhtar Donetsk cộng hòa đều. Ở mùa giải trước thì hai đội chúng đã chạm trán với nhau lượt đi cả lượt về, thì cả lượt trận thì Real Madrid đều giành chiến thắng và cũng chỉ chiến thắng cách biệt là 1-0 thôi, cho nên là hiện tại với kèo chấp là 3/4 thì mình nghĩ cũng khá hợp lý thôi. Ở trận đấu này thì bên phía Real Madrid họ sẽ thiếu vắng đi Toni Kroos, anh bị thẻ đỏ ở trận đấu trước. Trong khi đó thì Vallecano cũng có cầu thủ NTK bị chết thẻ đỏ để ra sân, với là thủ Ozo cưng. Ở trận đấu này thì theo như đội hình dự kiến thì hai đội vẫn ra sân với trận 3-3 thôi. Bên phía Real Madrid thì Toni Kroos vắng mặt thì có thể sẽ được thay thế bằng Camavinga. Cùng với đó là có thể là Tchouaméni, Hameni, cầu thủ chất lượng sẽ thay thế ở vị trí của Toni Kroos. Có thì Valverde thì đang phong độ rất là cao, chắn là anh là cầu thủ không thể thay thế rồi. Cùng đó là Luka Modric. Cái thằng tiền đạo thì bộ ba Rodrigo, Benzema cùng với là Vinicius đang thi đấu rất là ăn ý với nhau. Cao. Hàng tiền vệ thì hàng hậu vệ thì Militao mới đã ta sẽ được dùng ở vệ thôi, có thay thế. Carvajal thì những trận đấu gần đây cũng đã chạm sút khá là nhiều. À, trận đấu này khách thì họ dám công đâu. Trong khi đó thì Vallecano cũng có hai cầu thủ đang có phong độ cao là trung vệ số 5 Catena cùng với Alejandro đang đạt cái phong độ khá là tốt. Về đẳng cấp thì với là cái đội hình chất lượng cầu thủ thì chắc chắn là Real Madrid sẽ được đánh giá cao hơn nhiều. Với quyết tâm là lấy lại ngôi đầu bảng của Barcelona thì mình nghĩ là trận đấu này Real Madrid tầm có được một bàn này, nên là với cao chấp 3/4 thì an toàn đấy. Cao chấp 3/4. Nếu mà may mắn thì anh ăn tiền càng quyết tâm nâng đội hình lên cao, khả năng dễ mà có cách biệt thắng 2 bàn, còn ăn nửa tiền anh em cũng khá là ok rồi. Kèo nữa mình nghĩ là anh em thảo là lúc nãy thôi, và kèo hai đội cùng ghi bàn, bởi vì Vallecano hàng công của họ đang thi đấu khá là tốt đến nỗi tệ. Đến thời điểm hiện tại thì bên phía câu lạc bộ Vallecano có tới 3 cầu thủ đang có mỗi người 3 bàn. Đó là trung vệ số 19 cùng với là Palazzone và Phan Cao đều đã có 3 bàn ở mùa giải này. Hàng tiền vệ của họ cũng đang thi đấu khá là tốt, khi mà cầu thủ số 8 cũng như là 6 đã có mỗi người có 3 pha kiến tạo. Ở bên phía Real thì Vinicius và Valverde cùng với Benzema đang là những bàn tốt nhất, và mỗi người đều đang có 6 pha lập công, nên là trận đấu này mình nghĩ rằng hai đội sẽ, nên là mình nghĩ là anh em có thể tham khảo cái kèo là Real chấp 3/4 với là cái mã là hai đội cùng ghi bàn đấy. Đấu này thì hơn, còn các cái mã góc thẻ thì mình nghĩ là với cái việc là World Cup sắp diễn ra thì chắc chắn là nhiều thủ cũng sẽ giữ chân thôi, nên là mình nghĩ là họ cũng không phải thi đấu nhiệt quá đâu. Nên là chỉ là cái mã góc thẻ thì bảo hiểm, nếu như mà anh em đầu tư sớm tốt nhất là anh em cứ vào trận chơi sẽ hợp lý hơn. Còn anh em mà muốn nhận thêm những mã kèo uy tín hơn trận đấu này, anh em có thể liên hệ mình
vào nhóm hiệp hội bóng đá của bọn mình, giao lưu cùng với anh em cũng là nhận những kèo chất lượng hơn. Thì địa chỉ liên hệ thì mình cũng đã nói với anh em rồi, Zalo là 0846031158, vẫn là Telegram là @ kèo bóng Binh Hải VIP. Em kết bạn sớm mình sẽ tư vấn cho anh em. Còn video này thì mình kết thúc tại đây thôi. Anh em muốn tư vấn thêm thì liên hệ sớm với mình. Và cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em cũng đừng quên là mình một like và đăng ký kênh với các video. Xin chào và hẹn gặp lại.